Ok chưa anh em ơi. À, trước trận đấu với cả câu lạc bộ Hà Nội thì huấn luyện viên Huy Hoàng sau trận đấu được đi đã rút ra cho mình và cả các học trò những bài học như thế nào và chúng ta có thể áp dụng ở trận đấu tới ra sao? Tôi nghĩ đẹp đầu tiên phải toàn đội ở giai đoạn lượt về là phải cắt cứ từng điểm số 1 từ một điểm rồi. Phải cắt cứ từng điểm số 1. Từng điểm số 1 nhưng mà trên thực tế thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hiện tại cũng đang có vẫn còn nguyên cơ hội để có thể đạt mục tiêu 3 điểm trước câu lạc bộ Hà Nội, vậy thì có áp lực nào đó cho Sông Lam Nghệ An trong trận đấu tới không? Tôi nghĩ áp lực bây giờ là chúng tôi phải chơi thế nào để vào vòng loại sân phải là cái quan trọng nhất, và cái mà để đạt cái mục tiêu vô địch thì chúng tôi nói mà năm kết thúc 3 là cái đấy là phải trận đấu bằng được trong thời gian sắp tới của lượt về. Sau quãng thời gian rất là dài giai đoạn lượt đi vừa rồi thì anh cùng với đội bóng của mình những điểm được đối với cá nhân anh thì các học trò là gì và điểm chưa được cần phải hoàn thiện thêm là gì? Thật sự là những cái điểm được thì là những cái điểm tất cả những cái trận thắng của đội Sông Lam gọi là điểm được, còn cái điểm chưa được là tất cả những cái trận thua và chưa lôi kéo được khán giả đến sân để là cái điểm chưa được của đội Sông Lam. Thực tế thì trên sân khách thì Sông Lam cũng có vẫn có nhiều khá là nhiều cổ động viên, lý do vì sao anh lại chia sẻ là cần phải lôi kéo khán giả đến sân? Tức là vì cái slogan của Sông Lam là chiến thắng đẹp, tính thần thể chiến thắng đẹp, tôi muốn luôn các bạn ra sân luôn có một cái tính thần thép chiến thắng đẹp. Không phải là trận nào chúng tôi có thể là áp đặt đối phương được, mà kể cả đã thua đã hoa hay là đã thắng nhưng mà cả bàn ra sân là phải nhiệt huyết mình, thì cái đấy thì là cái tinh thần của slogan của Sông Lam phải để theo đuổi nhiều cái tinh thần. Trong trận đấu tới thì anh nghĩ rằng mình áp dụng một cái tinh thần Sông Lam vào trận đấu tới thì anh đã làm thế nào để kích thích tinh thần đó cho các học trò của mình tính đến ngày hôm nay? Tôi nghĩ như các bạn đang xem đây, cả cầu thủ đang vận động này là rất là tốt và câu trả lời là trường ngày mai trên sân. Và tôi nghĩ trận ngày mai là một trận đá với đội Hà Nội, thì lúc nào thấy Sông Lam đá với Hà Nội thì tôi nghĩ là không bản thân tôi mà cả cầu thủ đã có tinh thần tốt. Anh cùng với đội bóng của mình có lo ngại vấn đề về trọng tài không ạ? Lượt đi thì chúng ta đã có những tình huống khá là nhiều tranh cãi. Tôi cũng hãy chia sẻ với các vận động viên của tôi là sau trận đấu thôi, cái gì đã rõ ràng rồi, cuộc chơi là phải giống như kiểu lượt đi chúng tôi chưa làm được việc gì thì lượt về phải làm, và tôi nghĩ là thực tế là cần ngày mai và các trận kia các bạn phải làm gì. Còn trọng tài là một trong những cuộc chơi của các đội bóng. Nếu mà để mà kỳ vọng vào một cá nhân hoặc những nhân tố nào đó trong đội thì anh có đặt niềm tin vào ai đó trong đội? Tôi nghĩ đội bóng là luôn phải tập thể, dù ngày mai chúng tôi có kiểu bóng một vài cầu thủ nhưng mà quan trọng tập thể tốt thì là trận đấu sẽ tốt. Anh chia sẻ thêm tình hình lực lượng của đội lúc nào? Tôi nghĩ là chúc được các bạn quay hình sẽ biết cầu thủ nào tập luyện tốt thì ngày mai sẽ thi đấu được. Tôi có hỏi cho anh. Cảm ơn anh.